Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn trên chuyên mục Làm đẹp ngày hôm nay. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề đó chính là chữa rụng tóc bằng vỏ bưởi là như thế nào. Các bạn thân mến, thì ngay từ xa xưa ông bà ta đã biết cách sử dụng vỏ bưởi để kích thích tóc mọc nhiều hơn cũng như chữa bệnh hói đầu hoặc là sử dụng vỏ bưởi để trị gào và làm sạch tóc. Thì ngày hôm nay dù hiện tại trên thị trường có rất nhiều các chế phẩm được chiết xuất từ vỏ bưởi để giúp cho mọi người trị rụng tóc hoặc là hói đầu, nhưng mọi người lại thích sử dụng những phương pháp hoàn toàn từ thiên nhiên hơn, và mọi người sẽ tìm đến vỏ bưởi ngay đầu tiên trong chính cái suy nghĩ của mình. Như vậy, cách sử dụng vỏ bưởi như thế nào để giúp cho chúng ta chữa kích thích tóc mọc nhanh hơn, chữa được chứng hói đầu trong cái tình trạng là sớm, để giúp cho mọi người lấy lại một mái tóc đen bóng và nhiều hơn so với trước đây của mình rất nhiều. Thì hôm nay với video này, Trang sẽ chia sẻ cho tất cả các bạn biết 3 cách để sử dụng vỏ bưởi điều trị hói đầu như thế nào cũng như kích thích mọc tóc ra sao bạn nhé. Thì các bạn cứ nghĩ là sau khi ăn quả bưởi xong, chúng ta gọt cái vỏ và chúng ta chùm cái vỏ đó lên đầu. Nhất là ông bà ta thường lấy cái vỏ đó chùm lên đầu cho trẻ con, nói rằng chùm như vậy thì tóc nó sẽ kích thích mọc nhanh hơn. Nhưng không phải như vậy bạn nhé. Chúng ta sẽ tham khảo 3 cách ngay sau đây mà Trang hướng dẫn đến tất cả các bạn nào. Thứ nhất, chúng ta có thể sử dụng nước vỏ bưởi nguyên chất. Có nghĩa là sao? Bạn sẽ lấy cái phần màu xanh hoặc là cái màu vàng bên ngoài vỏ bưởi, chúng ta bỏ cái phần còi trắng bên trong ra. Chúng ta sẽ lấy cái phần đó và một trái bưởi. Bạn sẽ sắc nhỏ ra thành những cái lát mỏng, sau đó bạn có thể đem phơi khô hoặc là chúng ta dùng tươi luôn. Và bạn đem đun với 1 lít nước. Bạn đun sôi khoảng 5 phút và đậy kín vung. Hãy nhớ là không mở nắp phun lên, vì bạn mở phun ra thì cái tinh dầu bưởi nó sẽ bay ra hết. Như vậy là chúng ta đun 5 phút, sau đó chúng ta tắt bếp và bạn để đó đợi đến khi nước ấm, và bạn dùng cái nước bưởi nguyên chất đó chúng ta gọi lên đầu. Và sau khi gọi sạch, nhớ là không dùng kèm xà phòng hay là cái gì hết, chúng ta chỉ sử dụng nước bưởi bạn thôi nhé. Và như vậy thì chúng ta gọi bằng nước ấm thì sẽ tốt nhất. Bạn gọi bằng massage đầu, sau đó chúng ta sẽ làm khô tóc lại và không cần xả với nước nữa. Như vậy là chúng ta đang sử dụng nước vỏ bưởi nguyên chất để chữa hói đầu và kích thích tóc mọc. Và cách thứ hai đó là bạn có thể kết hợp vỏ bưởi cùng với bột kết. Thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị đó là một trái vỏ bưởi kết hợp cùng với 4-5 trái bồ kết. Bồ kết thì bạn sẽ đem nướng vàng hai mặt, sau đó chúng ta sẽ bẻ nhỏ bồ kết ra, cho vào cái nồi có chứa 1 lít nước cùng với vỏ bưởi đã sắc nhỏ, giống như cái cách ở trên như vậy. Và kết hợp cùng với bồ kết, chúng ta cũng đun sôi trong 5 phút. Sau đó bạn đợi đến nước ấm và chúng ta dùng nước này để gọi và massage đầu, sau đó làm khô tóc, không phải xả lại với nước nữa. Và cách thứ ba đó là chúng ta có thể kết hợp vỏ bưởi cùng với chanh và xả. Hoặc là bạn có thể kết hợp vỏ bưởi và xả. Thì chúng ta sẽ lấy làm một trái vỏ bưởi sắc nhỏ, cho vào 1 lít nước kết hợp cùng với 150g xả. Cái này bạn có thể lấy tép hoặc là cả lá luôn vẫn được. Nếu như bạn thích chanh thì bạn sẽ cho một trái chanh gọt vỏ vào nữa. Chúng ta lấy phần vỏ thôi. Như vậy là chúng ta đã đun lên trong vòng 5 phút, đậy kín nắp và chúng ta đợi đến nước ấm. Và bạn dùng nước này gội đầu và mát xa đầu. Sau đó chúng ta sẽ làm sạch lại. Sau đó bạn sẽ dùng khăn để lau khô tóc và không xả lại với nước nữa. Nói chung là có rất nhiều cách để sử dụng nước vỏ bưởi để chúng ta kích thích mọc tóc được tốt hơn. Và bên trong vỏ bưởi thì có chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất tốt cho tóc cũng như chân tóc của chúng ta trở nên chắc khỏe hơn. Bên cạnh đó còn giúp cho bạn hỗ trợ điều trị gào hoặc là nấm trên da đầu của chúng ta một cách tốt nhất. Và hãy nhớ thực hiện đều đặn mỗi tuần 2 lần
để bạn thấy được hiệu quả tốt nhất bạn nhé. Và lưu ý luôn cho tất cả các bạn đó là trước khi mà chúng ta sử dụng nước vỏ bưởi hoặc là nước vỏ bưởi kết hợp để bạn kích thích tóc mọc thì trước ngày hôm đó bạn nên gội sạch đầu để ngày hôm sau chúng ta sử dụng nước vỏ bưởi bạn nhé. Hy vọng rằng với những mẹo vặt đơn giản như thế này giúp cho tất cả những bạn nào muốn có một mái tóc đen dày ống mượt hoặc là kích thích tóc của mình mọc nhiều hơn thì hãy tham khảo 3 cách mà Trang vừa kể trên, hãy lựa cho mình một cách phù hợp nhất và tiện nhất cho bạn. Nếu như bạn thấy video của Trang chia sẻ có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Và đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang để bạn nhận được những video sớm nhất từ Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.